cho anh em nha. Lại là mình đây, mình là Minh Khang từ con số 8. Thì vẫn như thường lệ mà thôi, trong giữa hàng tuần mình sẽ cung cấp cho anh em những cái tin tức để mình em có thể bắt kịp được với thị trường. Thì tại sao để mình nói một tí về cái video này là tại vì là mình biết là có rất nhiều anh em theo dõi thị trường một cách nó hàng ngày nó thường xuyên thì mình không nói tới rồi, nhưng mà bên cạnh đó thì sẽ có những người họ rất là bận bịu và cái việc mà tổng hợp thông tin của họ đối với họ nó rất là khó, tại vì thông tin của chúng ta là hàng ngày chúng ta biết chọn nó rất là nhiều đúng không, và thậm chí nó còn về những cái mảng khác nữa, nó là về on chain, nó là về cái data khác nữa, nên là cái việc mà theo dõi hàng ngày á đối với những anh em nào mà thường xuyên tham gia thì mình không nói rồi, nhưng mà đối với những người mà họ không thể bắt kịp thì đó dĩ nhiên là một việc khó khăn. Nên vì vậy đó, cái video và cũng như cái mục đích mà mình hay làm cho anh em ra là như vậy đó, chứ không phải rằng là tại vì mình được khá là nhiều bình luận nói rằng là nhiều anh em là tại sao lại ra khi mà tin đã qua rồi, thì cái đó là chỉ dành cho một cái bộ phận nhỏ đối với những anh em nào mà bắt cái thị trường mà thôi, do đó mình mong anh em thông cảm cho mình nha. Còn ở đây là mình một cái chung hơn đó anh em đó, thì nếu anh em mà thấy hay thì mình rất cảm ơn cho anh em ha. Rồi thì trong tuần qua chúng ta có những gì thì theo mình quan sát thì trong khoảng từ 2 tuần trở lại đây đó anh em, thì dường như là thị trường của chúng ta là nó bị chỉnh lại anh em, tức là nó cứ thay quay hoài, nó cũng không có phơm, nó cũng không có đâm, và nó cứ đi, nó tức là nó đi ngang đó anh em. Và vì vậy đó, nên những cái mà nó ảnh hưởng tới Bitcoin trên cái những cái mà nó cũng mô thì nó không có nữa, và đó cũng là cái lý do tại sao chúng ta thấy rằng Bitcoin nó cứ thay quay ở tầm khoảng 38, 39, 40, 41, 42 đó. Và như cái video tuần trước mình có nói cho anh em đó là không phải là tuần trước nữa mà như là trong 2-3 video gì đó và khoảng 1 tháng trước luôn, thì mình cứ đề cập đến cho anh em rằng là tại sao mình lại rất quan tâm đến một cái vùng giá gọi là vùng giá là 38 và 39 nghìn anh em đó. Tại vì á theo cá nhân mình thì hiện tại cái vùng giá này đang là một cái vùng hỗ trợ rất là mạnh đối với Bitcoin, và vào đầu tuần này luôn chúng ta đã có một cái cú đâm xuống cái vùng đó và rất là nhanh chóng mà thôi, chúng ta đã có một cái cú phục hồi ngược lên lại ngay trong ngày hôm sau luôn. Vì hiện tại là Bitcoin nó đang theo mình thấy thì nó đang diễn biến khá là tích cực, khi mà nó đã thấp tính cái ngưỡng $42,000 rồi để mà có thể duy trì cái ngưỡng hồi phục của nó trở lên nữa. Và đầu tiên chúng ta hãy lý giải tại sao là tự nhiên trong tuần trước đúng không, khi mình vừa làm video xong mình nói rằng là đã có những cái lực buy rất là mạnh từ các cá mập cá voi đó, nhưng mà tại sao thứ hai nó lại giống một cái cây xuống như vậy. Thì một cái điều mà rất dễ hình dung khi mà chúng ta đã chơi quen với thị trường đó, thì anh em biết rằng là dĩ nhiên nhiều anh em sẽ bảo rằng là đó là một cái hành động kill long kill short, thì đúng, đó là đúng anh em, tại vì dĩ nhiên rồi thị trường của chúng ta nó phải gắn liền với cái mảng phát sinh và tương lai mà, nên là dĩ nhiên khi mà cái lệnh lo nó quá nhiều thì chắc chắn sẽ kill chúng ta thôi, nó sẽ tâm lý chúng ta thôi. Nhưng mà chúng ta hãy mổ xẻ về những vấn đề sâu hơn đi, thì mình cho rằng đây là một cái data nó rất là quan trọng để mà chúng ta có thể mổ xẻ được rằng là tại sao Bitcoin nó lại có một cái cú đơm như vậy với anh em. Để mà và đây cũng là một cái kiến thức mà mình muốn chia sẻ cho anh em, để mà sau này khi mà chúng ta rơi vào những cái tình trạng mà nó đang đi ngang như thế này nè, thì nó sẽ có những cái dữ liệu ngầm để mà chúng ta có thể biết được rằng là tại sao nó lại diễn biến như vậy, và anh em có thể lường trước được cái việc đó chẳng hạn ha. Thì đầu tiên đó, cái điều đầu tiên mình muốn nói đến cho anh em chính là cái mining difficulty, tức là về cái độ khó nào Bitcoin đó anh em. Thì cái độ khó này á thì anh em thấy á, là trong quá khứ đúng không, nó cứ liên tục tăng như vậy, nhưng mà cho đến vào cái thời điểm mà tháng 3 đó anh em chú ý cho mình nha, vào thời điểm tháng 3 này nó từng xảy ra một lần rồi anh em, tức là cái độ khó này nó rớt xuống, và cái thời điểm rớt của nó đó là vào ngày 3 tháng 3 năm 2022. Thì anh em hãy lật lại cái dữ liệu giá Bitcoin vào ngày 3 tháng 3 năm 2022 à, thì lúc đó á, thì là Bitcoin á, nó đang di chuyển ở cái vùng gọi là 44-43 nghìn đô. Nhưng mà sau khi á, mà cái dữ liệu ở đây mình dùng tiếng Việt là cho anh em dễ hiểu á, đó là cái độ khó đào Bitcoin, cái độ khó khai thác Bitcoin của chúng ta đó, thì ngay khi mà cái độ khó khai thác của Bitcoin nó drop xuống một cái đúng không, thì ngay lập tức là Bitcoin nó rớt từ tầm khoảng 43 nghìn tới 38 nghìn đô liền đó ha. Và đó là cái dữ liệu nó phản lại cho chúng ta là vào ngày 3 tháng 3 năm 2022 cho đến ngày 18 tháng 3 năm 2022, thì ở đây anh em thấy là đó, khoảng ngày 18 tháng 3 năm 2022 ở lưng chừng cái chỗ này nè ha, thì nó drop một lần nữa, tức là nó rớt một lần nữa, có nghĩa rằng là trong tháng 3 nó rớt hai lần đó anh em. Thì vào ngày 18 tháng 3 năm 2022 đó, thì ngay ngày hôm sau thì Bitcoin nó cũng đơn 2.000 giá trong một ngày luôn ha. Và chúng ta đã có một cái đầu tuần thứ hai là gì, tức là anh em thấy không, nó tiếp tục rớt lần đầu tiên trong tháng 4, thì chúng ta đã có một cái cú đâm từ khoảng cũng đâm nhẹ thôi, từ khoảng là trên 41.000 về tầm khoảng 39.000, 39.000 dưới 39.000 một tí, cũng là 2.000 giá luôn. Thì anh em có thấy một cái sự trùng hợp không, tức là mỗi lần á mà cái độ khó đầu Bitcoin mà nó rớt một cái đó, thì dĩ nhiên là
giá của Bitcoin nó sẽ phản ứng. Và cái độ khó Bitcoin này đó, cái độ khó đạo Bitcoin này nó có liên quan gì? Tức là cái độ khó đạo Bitcoin này đó, nó là một cái chỉ số để mà nó tự điều chỉnh đối với cái hash rate đạo Bitcoin, để mà có thể giúp cho cái việc mà khai thác Bitcoin được ổn định là cứ 1 phút tạo một khối đó anh em. Thì đó, ngay khi mà cái độ khó Bitcoin này mà nó rớt một cái thì ngay trong đầu tuần chúng ta cũng đã thấy là hash rate nó cũng rớt luôn. Đó, nó rớt luôn. Và đó là những cái dữ liệu phản ánh cho chúng ta biết rằng là nó có một cái sự tương quan nhất định ở đây, chứ không thể nào mà một cái sự kiện, một cái dữ liệu nó không tương quan mà nó lại lặp đi lặp lại nhiều lần đến như vậy, đúng không? Thì đây là cái lý do đầu tiên mà mình có thể lý giải được rằng là vào thứ hai, tại sao rằng là trong khoảng từ cuối tuần trước chúng ta đã thấy là thị trường đi rất là chán, volume không có, và chúng ta chỉ có duy nhất một cái dữ liệu mà chúng ta đối chiếu vào, đó chính là cái việc mà vào thứ sáu tuần trước chúng ta có khoảng là, mình nhớ không nhầm, đó chính là gần 2 tỷ USD được rút ra khỏi cái sàn giao dịch, tức là một cái động thái cho chúng ta dự đoán được rằng là cái carbon họ đang rút nhiều vậy, có đến 1,2 tỷ được rút trên sàn Coinbase đó. Và mình cũng đã chia sẻ cho anh em rồi là trong những cái quá khứ đó, thì những cái đợt mà rút mạnh như vậy đến từ sàn Coinbase đó thì nó lại phản ánh một cách tích cực lên giá của Bitcoin, nhưng mà tại sao thứ hai nó lại rớt như vậy? Thì đây một là một cái lý do mình cho rằng là nó xác đáng nhất để mà có thể lý giải được. Cũng rất là may mắn cho chúng ta khi mà chúng ta có một cái cú đơn như vậy á, thì nó lại quay trở lại một cái câu chuyện rằng là anh em thấy rằng là ở đầu video mình có nói là tại sao mình rất tin tưởng cái mốc 38 và 39 nghìn này. Thì đầu tiên chúng ta hãy nhìn vào cái dữ liệu của CryptoCoin đi. Thì ngay khi mà thị trường lo sợ vào thứ hai đó anh em, thì chúng ta đã thấy có những cái cây buy rất là lớn như thế này, và nó kéo cả volume của cả một cái tuần trước trở lại đây luôn. Đó, nếu mà anh em quan sát kỹ ok thì anh em thấy là tuần trước volume của chúng ta rất là yếu anh em. Nó cực kỳ bé luôn. Đó, cực kỳ bé, nó duy trì từ đầu tuần tới cuối tuần. Và cho đến hai ngày khi mà Bitcoin nó rớt về tầm khoảng dưới 39.000 thì tự nhiên tối hôm đó thì volume nó lại cực kỳ cao như vậy. Và đối chiếu theo một cái tâm lý chung thì của thị trường hiện tại là chúng ta đang ở một cái giai đoạn là chúng ta đang rất là sợ hãi đó anh em. Thì có lẽ nào khi mà Bitcoin rớt như vậy về cái ngưỡng sợ hãi thì các cá voi họ đã buy cái vấn đề này. Thì ở ứng dụng mình dựa trên một cái biểu đồ của CryptoCoin á, thì cái volume nó tăng đột biến như vậy. Và cái này không phải là ở trên một sàn nha, nên cái dữ liệu này là nó đối chiếu tổng hợp trên 10 sàn giao dịch lớn nhất hiện nay, và nó tổng hợp những cái dòng nạp rút, những cái dòng tiền nạp vào rút ra Bitcoin của các nhà đầu tư đó, thì nó mới hiện lên những cái cột volume như thế này. Thì đây là khối lượng tổng hợp của 10 sàn, thì chỉ như là nó sẽ có cái nhìn tổng quan hơn rồi. Thì anh em thấy đó, thì một khối lượng của 10 sàn chúng ta thấy là ở cái ngưỡng 37-40.000 đô đó, đó mà mình thu hẹp lại từ 38-39 đó, thì chúng ta đã có những cái KPI lớn như thế này. Và theo CryptoCoin đó thì dĩ nhiên là cái ngưỡng này là cái hỗ trợ cực kỳ mạnh, và nó là cái ngưỡng tích lũy đối với các cá voi hiện nay nha anh em. Rồi, và cái này là mình đã nói trước rồi, và bây giờ là CryptoCoin là họ cũng đã đưa ra một cái nhận định tương tự như vậy ha anh em. Và tiếp theo đó chúng ta hãy nói về cái net flow của Bitcoin trên các sàn giao dịch đi. Thì cái dữ liệu này trước đây là cái lúc mà mình trình bày ở trên hai video trước thì nó dừng ở đây thôi nè anh em, nó chưa xuất hiện cái cây như thế này đâu. Và tại sao mình lại lý giải một lần nữa là tại sao mình lại nói là cái ngưỡng 38-39 là một cái ngưỡng hỗ trợ cực kỳ mạnh đối với Bitcoin. Tại vì anh em thấy là khi mà Bitcoin nó rớt về cái ngưỡng 38-39 này nè, nó xuất hiện cái cây buy rất là ghê ở trên các sàn giao dịch luôn. Và những cái cây mua này nó được hiện bằng cái cây màu đỏ này, thấy không? Đó là hiện mình cái màu đỏ rất là dài. Và cho đến khi mà chúng ta đợi mình có một cái cú đâm mà khoảng tầm 39 vào hồi đầu tuần, thì chúng ta được thấy xuất hiện một cái cây buy rất là lớn ở đây đó, mà nó cứ lặp đi lặp lại kéo dài từ tháng 1 từ đầu năm nay, trùng khớp vào cái giai đoạn mà Bitcoin bắt đầu năm 2022 với tình thế nó không được đẹp cho lắm, thì chúng ta có đơn cho ATM không chỉ nhìn đồ về, đúng không anh em? Vì thế nên là nó kéo dài 4 tháng như vậy rồi, nếu mình không muốn nói là cả quý như vậy rồi, mà cứ mỗi lần mà đơn về khoảng tầm 37-40 nghìn thì lại có những cây bull như thế này, thì chứng tỏ rằng là các nhà đầu tư trên thị trường họ cũng giống như chúng ta mà thôi, họ đang rất tin tưởng cái mốc này đó. Và nếu có một cái câu chuyện mà Bitcoin đơn xuống hẳn cái mốc này, thì đó là một cái câu chuyện mà mình nghĩ rằng đó là một kịch bản nó khá là xấu ha, chứ mình không thể nào nói là nó tốt được cả, tại vì đây là một cái ngưỡng tâm lý chung trên toàn bộ thị trường của chúng ta rồi. Nhưng mà vào thời điểm hiện tại thì cái kịch bản nó chưa xảy ra, nên là mình vẫn hy vọng rằng là với cái lượng mua như thế này thì mình coi có thể sẽ tiếp tục phục hồi cái mức tầm tới trong tháng tới nữa, để đem lại những cho chúng ta một cái thị trường nó khởi sắc hơn, chứ nó không phải quá là chán nản như hiện tại nữa ha anh em. Rồi, và tiếp theo đó, bằng những cái lực buy như thế này thì chúng ta lại có gì? Thì bằng những cái lực buy như thế thì trong tuần trước đây, một dữ liệu mình cho rằng là nó cũng khá là quan trọng của Bitcoin anh em. Đó, nó đã đạt một cái ngưỡng gọi là cái mùa dự trữ Bitcoin ở trên các sàn giao dịch đó, nó đã tiếp tục lập đáy anh em.
đó, nó tiếp tục lập đáy nha, nó tiếp tục lập đáy kể từ năm 2007 tới bây giờ luôn. Tức là sao? Tức là năm 2007 anh em thấy là Bitcoin đã có một cái năm đạt quá là thành công khi mà Bitcoin lập ATH tại 20.000 đô đúng không? Và lúc đó đó khi mà Bitcoin 20.000 đô người ta vẫn mua, và đến cho thời điểm hiện tại khi mà giá Bitcoin nó đã lên tầm 40.000 đô, 41.000 đô rồi thì người ta vẫn mua. Đó, cái tín hiệu mua rất rất là rõ ràng, tại vì mua thì cái nguồn dự trữ trên các sàn nó mới giảm như vậy. Tại vì trên thị trường hiện nay anh em biết rằng là cái nguồn cung Bitcoin chỉ có 221 triệu mà thôi đúng không? Và tính đến hiện tại là nó có 19 triệu Bitcoin được khai thác ra rồi. Và 21 triệu đó chắc chắn mình nghĩ là nó sẽ không có phải tròn 21 triệu lưu thông đâu em. Tại vì đã có những người bị mất, đã có những người bị sự cố, đã có những người bị mất ví. Rất nhiều trong đó, rất nhiều trường hợp trong đó thì chắc chắn là cái số Bitcoin lưu thông ngoài thị trường nó sẽ không có còn nguyên vậy như cái bản chất cốt lõi của nó nữa đúng không? Mà anh em thấy đó, thì ngay khi mà Bitcoin là nó càng chỉ khó chịu như vậy, nhưng mà cái nguồn cung Bitcoin nó lại càng tụt xuống như vậy. Và đến trong tuần này đó thì nó đã một cái đáy mới, mà chúng ta không biết được rằng là trong tháng tới, trong tháng sau hay trong năm sau nó sẽ còn chạm một cái đáy bao nhiêu nữa. Thì cái điều này là một cái động lực cực kỳ lớn để mà có thể phản ánh ra điều này là mặc dù giá của Bitcoin nó chuyển biến là sao, nó đơm ra sao, nó bơm như thế nào, nó có bị gián đoạn ra sao, thì cái khát khao của người, của nhà đầu tư họ vẫn muốn là ok, tôi vẫn muốn sở hữu một cái Bitcoin nào đó trong người chúng ta, thì tin tưởng nó có thể thay đổi cái hệ thống tài chính của tương lai. Và đó là một cái động lực tăng giá vô cùng tuyệt vời mà. Mà theo mình đó là một cái động lực tăng giá tuyệt vời nhất đối với Bitcoin luôn. Tại vì khi mà nguồn cung mà nó bị cạn kiệt mà mọi người đều tranh giành thì chắc chắn giá của nó sẽ bay thôi nè. Đó là rồi. Và hiện tại thì chỉ có như vậy thôi em, tại vì là thị trường của chúng ta bây giờ nó cũng khá là đi ngang á, nên là chúng ta vẫn chưa có nhiều cái tác động về những cái về mặt pháp lý hay là về những cái hành động của những ông lớn tổ chức lắm, mà nó vẫn như vậy thôi. Thì trong tuần qua thì chúng ta cũng đã thấy được rằng là hành động của các ông lớn thì họ vẫn tương tự như tuần trước thôi em. Tuần trước thì chúng ta đã có một cái dòng vốn thoái lui dường như là tệ nhất trong năm 2022 rồi, khi các ông lớn họ rút ra khoảng 194 triệu đô. Thì có nhiều anh em hỏi là tại sao mấy ông đổi vô tỷ đô mà mấy ông rút ra ít vậy, rồi tổ chức nó nhiều lắm mà. Thì ở đây đó anh em, ở đây là những tổ chức mà họ, ở đây là chỉ liệt kê những tổ chức mà họ đầu tư một cách chính thống vào, họ có tính trên thị trường họ lớn thôi, chứ còn thực ra thì có rất nhiều những tổ chức khác mà những mùa cũng khác đi. Nhưng mà ở đây á, là họ chỉ liệt kê những cái tổ chức mà cực kỳ lớn và cực kỳ uy tín trên thế giới thôi, ví dụ là Whitecap, là CoinShares đó, và những cái quỹ ETF chẳng hạn đó. Thì trong tuần qua thì những cái ông này, mấy ông rút ra khoảng là 97 triệu đô. Thì đây cũng là một phần nào đó giảm thiểu mức độ nghiêm trọng của cái tuần trước mình cùng có 194 triệu đô đó. Thì đây là một động thái dường như là nghĩa là đây là cái động thái cầm chừng thôi em, tức là không phải là mấy ông không tin tưởng vào Bitcoin nữa, mà giống như kiểu bây giờ thị trường nó đang như vậy thì ông cầm chừng, ông rút ra từ từ thôi, chứ không phải rằng là đã quá là mất niềm tin vào cái thị trường này rồi. Tại vì bây giờ nếu mà anh em xét á, thì trong hai tuần đây, nếu mà nói tại vì cái đó là cái mức tệ nhất của năm 2022 thôi, tức là rút ra 194 triệu, rút ra 97 triệu, nhưng mà nếu mà anh em cộng lại tất cả rút á, với lại anh em so với cái khoản đầu tư cũ năm ngoái á, thì anh em thấy được rằng là nó không có đáng kể anh em. Tại vì trong năm ngoái thì nó ổng gần như là mình nhớ không nhầm, nó mới ổng đổ vô khoảng là 9.4 tỷ chẳng hạn đó, 9.4 tỷ anh em, 9.4 tỷ rút đi, và đi trong tháng 10 là nó là hai tỷ để mua Bitcoin đó. Thì những cái khoản rút này thì mình cho rằng là nó cũng không có đáng kể mấy đó, nhưng mà mặc dù đây cũng là một cái dữ liệu mà chúng ta có thể thấy là chúng ta có thể đánh giá được là tâm lý của mấy ông đang nghĩ gì, ông đang cảm thấy như thế nào về cái thị trường này, và ở trong cái video trước là mình đã chia sẻ rồi đó nè ha. Rồi chúng ta hãy bước qua một tí về những cái tin tức mà nó bị mô hơn, để mà nó có thể nó hiếm hoi xuất hiện, nhưng mà có thể tác động cái giá Bitcoin hiện tại đi. Rồi tiếp theo đó thì một cái điều mà mình mới vừa nói hồi nãy luôn, tại sao chúng ta mất động lực, đó là tại vì sáng nay khi mà mình vừa ghi nhận một cái thông tin về cái dữ liệu mà cái mối quan tâm của các nhà đầu tư nói về Bitcoin, anh em sẽ nên thấy á, dựa theo một cái dữ liệu của bên World Trade đó, thì chúng ta thấy là kể từ năm 2020 thì dường như là cái mối quan tâm của các nhà đầu tư nhỏ lẻ về Bitcoin nó đã không có còn nữa, thì anh em thấy nó cứ gì về một cái cột giống dài như vậy. Và chúng ta cũng có một cái sự tiếp cận tương tự đối với Ethereum vậy, là do đâu, là do ok, Bitcoin nó đã tăng trưởng khá là mạnh trong năm 2021 rồi, và khi đó thì các nhà đầu tư thì chắc chắn là cũng có nhiều mua và cũng có nhiều bị lưu định đúng không em đó. Và khi mà Bitcoin điều chỉnh nó đâm suốt gần nửa năm như vậy thì chắc chắn sẽ thanh lọc bớt những cái người tham gia vào thị trường, và để chắc chắn phần lớn những cái nhà đầu tư họ không chịu nổi áp lực nữa thì họ sẽ rời khỏi thị trường, từ đó nguồn tiền của chúng ta bị thoái lui đúng không đó. Và khi họ rời khỏi thị trường, nguồn tiền bị thoái lui, thì những cái nhà đầu tư mới họ nhìn vào, họ cảm thấy là có thể thị trường của chúng ta đã đến một cái giai đoạn thoái trào đó rồi, họ không còn quan tâm về Bitcoin nữa. Vì thế nên là chúng ta đang bị mất động lực ở cái điểm này, và nó thể hiện rất là rõ ở cái việc là
dân chúng còn quan tâm về Bitcoin hay không, thì anh em thấy là cái khối lượng tìm kiếm của Bitcoin ở trên Google Trends, ở trên những cái công cụ tìm kiếm hàng đầu phổ biến này, thì nó đã không có còn phổ biến nữa ha. Nhưng mà dù sao thì đây cũng là một cái, chúng ta nhìn vào đây chúng ta cũng phải thấy được là đây cũng một điểm tích cực anh em. Tại vì á, có một cái câu nói vui mà mình cũng chia sẻ cho anh em là như vậy, có thể có nhiều anh em biết rồi. Ví dụ như là khi mà bạn đi ra một đường, các bạn thấy một cái người bạn nào đó của bạn nè, bạn thấy những cậu học sinh, bạn thấy những người bán hàng rong, bạn thấy những người làm những ngành nghề khác nhau mà họ liên tục họ nói là tôi mua Bitcoin, tôi mua Ripple, tôi mua đồng này đồng kia, thì lúc đó là bạn nên bán đi, tại vì đã quá nhiều người biết về nó rồi, thì chắc chắn là thị trường của chúng ta là nó sẽ không có còn nhiều tiềm năng, nó sẽ không còn nhiều cơ hội bầu mở nữa, đúng không? Đó, thì nó cũng tương tự như cái năm như là năm 2014, 2017 đó anh em. Thì mà lúc đó cái khái niệm về Bitcoin và cái khái niệm về tiền hóa nó còn khá là sơ khởi và người ta vẫn chưa biết gì nhiều đó, thì dĩ nhiên rồi trong buổi đó chúng ta phải luôn có cơ hội, và thị trường của chúng ta nó đã lặp đi lặp lại cái tính dư kỳ đó đã rất là nhiều lần rồi. Khi mà bạn ra đường mày không còn thấy ai nhắc về những cái này nữa, thì đó là cái lúc mà chúng ta nên vui, đó là cái lúc mà chúng ta nên vui, chúng ta nên tập trung đào sâu hơn và kiến thức hơn, chúng ta có thể kiếm được lợi nhuận khi mà nó đến một cái chu kỳ uptrend mới ha nè. Và rồi chúng ta hãy tiến đến một cái trọng điểm của tuần này, đây chính là về Andrew Conte đi. Thì anh em biết á, Andrew Conte á là ông là được mệnh danh là bố già của DeFi đúng không? Thì ông đã rời khỏi, ông đã tuyên bố là ông đã rời khỏi ngành DeFi của chúng ta và rời khỏi thị trường tiền hóa của chúng ta là vào khoảng là một tháng trước rồi, và sẽ không có còn liên quan gì đến thị trường của chúng ta nữa. Nhưng mà trong tuần này đó, anh em bất ngờ một điều là Andrew Conte trở lại bằng những cái bài đăng trên blog, và cái sự trở lại này là thật sự là mình cũng đánh giá là nó khá là đặc biệt đó anh em. Tại vì khi mà ông trở lại bằng những cái bài đăng trên blog của ông đó, thì ông có nói là sao, ông nói là ở đây thì nó những cái ý ứng dụng nó khá là nhiều, nhưng mình cũng sẽ xin chia sẻ một cách dễ hiểu cho anh em ha. Thì ông nói ở đây đó, thì bên đội ngũ của mình đã biên soạn lại những cái gì mà ông đã đề cập trên cái bài blog của ông, ông gửi đến cộng đồng crypto của chúng ta đó. Thì ông nói là tiền mã hóa của chúng ta đã băng hàng chết rồi, và nhưng mà sao, nhưng mà đối với ông đó, tiền mã hóa thì vẫn mãi là một cái gì đó nó lớn lao đối với ông. Và ông nhận xét ở đây đó là mình hiểu theo một cái nghĩa rằng là Andre Conte đó, ông nhận xét là cái thị trường của chúng ta đó hiện tại là bây giờ nó đã đi chệch hướng đường ray rồi anh em. Tức là sao, tức là crypto được tạo ra với một cái bản chất cốt lõi là tạo ra một cái thị trường tài chính nó lớn mạnh hơn, một cái cuộc cách mạng về tài chính đúng không? Nhưng mà trong những năm qua đó anh em, khi mà các nhà đầu tư của chúng ta và ngay cả dự án nữa, chúng ta đã chơi quá nhiều, chúng ta đã lâm vào một cái vòng tròn mà mình tạm gọi đó là một cái vòng tròn lợi nhuận để tìm kiếm lợi nhuận và cái mục đích bùng lợi cho cá nhân mình mà thôi. Và Andrew Conte cảm thấy cái điều này là rất sai, và tại thời điểm hiện tại của chúng ta đó thì nó vẫn đang như vậy, nó đi ngược lại với một cái triết lý cốt lõi ban đầu của crypto anh em. Đó, khi thị trường uptrend thì chúng ta có những cái khoản lợi nhuận lớn đúng không, và từ đó những cái dự án mọc lên như nấm vậy anh em. Dự án tốt cũng có, dự án xấu cũng có, nhưng chung quy lại tất cả đều vì lợi nhuận trong thị trường uptrend, và chúng ta cũng không biết được rằng là cái dự án nào là tốt, cái dự án nào là xấu, tại vì nó mọc lên như nấm mà trong uptrend cái gì cũng đúng hết đó. Và điều đó khiến cho nhà đầu tư cảm thấy là cái thị trường này nó quá là dễ dãi và họ cứ lao vào để mà họ tìm kiếm lợi nhuận mà thôi. Nhưng mà về cái mặt tốt của nó là sao, thì trong thị trường uptrend chúng ta có những cái dự án họ thi nhau, họ BR, họ thi nhau, họ thuê KOL về siêu dự án chẳng hạn, thì cái điều đó khiến nhà đầu tư dần đi vào ngõ cụt anh em. Ở đây là ngõ cụt về kiến thức anh em, tức là sao, tức là nhà đầu tư họ không cần quan tâm đến vấn đề là tôi phải đầu tư về kiến thức như sau đó, tôi phải hiểu về cái thị trường sau đó, mà họ chỉ cầm tiền họ quăng mình những cái dự án đó và họ ngồi chờ thời mà thôi. Đó, và cái điều đó là cái điều mà Andrew Conte đã chia sẻ rất tâm đắc trong một cái bài blog của ông. Và cái việc mà những cái nhà đầu tư đó bên cạnh những cái nhà đầu tư có lợi nhuận, thì sẽ có những nhà đầu tư họ lâm vào cảnh thua lỗ phá sản bởi vì những cái dự án scam, những cái dự án mà sinh ra là chỉ để lừa gạt, chứ không hề có một cái yếu tố là đẩy mạnh cái ngành tài chính của chúng ta lên, một cái yếu tố mà giúp cho thị trường tài chính của chúng ta được lớn mạnh hơn thông qua cái crypto. Đó, thì cái điều đó là cái điều mà Andrew Conte muốn nhắn gửi trong cái blog này. Và cái điều thứ hai nữa mà ông muốn nhắn gửi chính là sao, đó chính là cái việc về cái câu chuyện pháp lý anh em. Tức là crypto của chúng ta bây giờ chúng ta chưa bị ra một cái pháp lý, chúng ta chưa được khắc khe hơn, chúng ta chưa có những cái khung quy định nhất định đối với crypto, và đó sẽ là một cái điểm để khiến cho crypto sẽ nhanh chóng bị lụi tàn mà thôi. Và trong cái blog này đó thì Andrew Conte ông cũng đã đề cập những vấn đề pháp lý về crypto, và đó là những cái vấn đề cần thiết để mà có thể giúp cho crypto có thể vững chắc hơn và tiếp tục đi hơn trong tương lai. Thì
trong khi mà mình theo dõi cái bản blog của Aaron Trà thì mình có thể hiểu được là cái tâm lý đối với những người như ông. Tại vì anh em biết là không phải là đây là một cái Aaron Trà nói một cái tình trạng xấu mà mình cũng bày cho nó, mà ngay cả Vitalik Buterin cũng vậy, là nhà thiết lập Aaron anh em, thì ông trong một chia sẻ của ông á, mà hình như là vào tháng 2 chẳng hạn, thì ông nói mình nhớ không nhầm á, là ông cũng đã nói rằng là có thể cái mùa đặt crypto sẽ là một cái cơ hội tốt để mà bạn có thể tìm ra những viên ngọc quý và tìm ra những nhà phát triển thực sự đam mê và nhiệt huyết với ngành, cũng giống như là những cái nhà đầu tư họ tin tưởng vào tương lai của một cái hệ thống tài chính mới, chứ họ không chỉ vào đây để mà họ tìm kiếm những cái lợi nhuận và tìm kiếm tiền để rồi họ đi ra, hoặc là những nhà đầu tư vào đây để mà họ ném tiền qua cửa sổ chẳng hạn. Đó thì cái đó là cái quan điểm của Vitalik Buterin, mình thấy nó khá là giống với Aaron Ronche. Nhưng mà nếu mà chúng ta test được một cái khía cạnh khác, đó chính là một khía cạnh build dự án ấy, anh em, thì mình thấy cũng đúng. Tại vì là anh Quan Trè đó là ông hoạt động rất là năng nổ, bắt đầu từ năm 2018 đúng không, tới năm 2020 thì ông là cái người mà đã nâng đỡ cái thị trường DeFi đi lên và thiết lập sự thành công của rất nhiều dự án. Và nếu xét trong một cái khoảng thời gian đó, anh em thấy là chỉ mất tầm 2-3 năm thôi, thì những cái sản phẩm mà anh Quan Trè build á, thì nó đều là những cái sản phẩm ra được sản phẩm và giúp ích được cho những người chơi những cái này trong DeFi đúng không. Nhưng mà thực sự, nhưng mà nếu mà chúng ta thử nhìn vào những cái nền tảng khác, ở đây mình không có chơi ba nền tảng này, nhưng mình sẽ lấy ví dụ đi, chúng ta sẽ lấy về ADA đi đúng không. ADA một cái dự án mà thành lập hình như là năm 2014-2015 đó, cho đến mãi năm 2021 mới có một cái hard fork Alonzo Red Smart Contract rồi mới build sản phẩm rồi tiến sâu DeFi đó, và đến bây giờ vẫn chưa có một cái sản phẩm nào mà nó chỉnh chu, nó đem đến được cộng đồng cả. Tức là sao, tức là tiền của nhà đầu tư đã giam khoảng từ 6-7 năm rồi, và đến khi cái kết quả thực tế được ra lại nó lại không có. Hoặc những cái dự án khác như phần tử công nghệ ICB đúng không, cũng cùng một cái khoảng thời gian năm 2021 bắt đầu một cái hành trình như là cái hành trình phát triển của Iron Jay thôi. Nhưng mà anh em thấy từ những cái sản phẩm DeFi càng đáng tích hợp DeFi mang cả ban cả vũ trụ Bitcoin và Ethereum và những cái khác lên ICB, thì đến bây giờ nó chỉ nằm trên giấy tờ thôi, nó chưa ra một cái hệ thống nào cả. Nhưng mà đối với Aaron Quancher đó, ông chỉ mất từ 1 đến 2 năm để mà ra những cái sản phẩm như vậy. Thì xét về mặt cái mặt những người xây dựng tâm huyết và những cái yếu tố về mặt công nghệ, thì chắc chắn mà ông nhìn vào những cái đó thì ông sẽ cảm thấy bất mãn thôi. Tại vì nếu mà bây giờ anh em đem lên một cái bàn cân, và ngay cả mình chắc chắn là những anh em đang theo dõi cái video này, thì có nghĩa là còn không biết Aaron Quancher là ai đúng không? Anh em chỉ được biết nhưng mà ok, Phantom nó bay khá là cao và những cái dự án DeFi đó bắt đầu nó được mọi người chú ý dần, thì anh em mới biết tới Aaron Quancher. Và những cái dự án của Aaron Trang cũng vậy, khi mà nó đã hay quá thì người ta mới biết đến, người ta không thực sự quan tâm đó. Chúng ta hãy đặt lên một cái bàn cân đi, ví dụ như là chúng ta đặt ADA và những cái dự án của Aaron Trang, thì những cái trường cường điện của ADA nó sẽ khá là lớn và nó sẽ phô mô rất là nhiều. Hoặc chúng ta đặt những cái nền tảng khác lên, thì chắc chắn là xét về những người làm builder như Aaron Trang thì ông sẽ cảm thấy bất mãn về cái vấn đề đó. Cộng đồng bây giờ họ quá là mù quáng về những vấn đề đó chẳng hạn. Thì cái đó là những cái chia sẻ sơ khởi của mình về những cái tâm điểm của trường này, khi mà Aaron Trang ông bất ngờ ông quay trở lại bằng một cái lập blog như thế này. Sau một tháng ông nói là ông không có đi vào cái thị trường một lần nữa, và ở cuối cái bài blog đó thì ông tối hôm sau đó anh em, thì ông đã cho ra một cái lập blog mới để nói là có thể bây giờ ông sẽ không tham gia thị trường nữa, nhưng mà ông sẽ hướng về những cái sản phẩm pháp lý đối với crypto, thì ông cho rằng đó sẽ là một cái nền móng cực kỳ chắc để mà có thể giúp cho crypto có thể vươn xa hơn nữa, và có thể đánh giá được cái chủ quyền của mình, và có thể thiết lập lại cái giá trị cốt lõi của mình vốn đang đi chệch hướng so với ban đầu như vậy. Thì những ai mà đồng quan điểm với Aaron Trang thì cũng có thể hợp tác cùng với ông để mà build được cái sản phẩm PVP và pháp lý đó dành cho crypto. Thì đây là một cái chuyện cũng khá là vui anh em, tại vì nếu mà thị trường của chúng ta mất đi Aaron Trang thì đây là một cái sự nuối tiếc khá là lớn, tại vì những cái gì mà ông để lại cho thị trường của chúng ta nói chung và để lại cho ngành DeFi nói riêng nó đã được chứng minh khá là lớn rồi anh em. Rồi và tiếp đến đi, thì trong tuần qua thì mình đánh giá là đây là một tuần mà sự trở lại của những cái đồng coin cổ anh em, sự trở lại của những đồng coin cổ. Và tại sao mình lại nói như vậy, thì trước khi mình đề cập đến vấn đề đó thì cũng xin thông báo cho anh em là trong tuần này thì bạn em cũng đã thực hiện một cái đợt burn coin hàng quý lần thứ 19 ha. Và những cái đợt burn coin này thì nó cũng không có quá là đột phá so với những đợt trước thôi. So với những đợt trước thì cái lượng BNB á, họ đốt thì nó chỉ tầm khoảng là 1,8 triệu thôi, và nó tương đương khoảng là 741 triệu USD. Thì cái chủ đề này thì mình cũng xin tóm gọn là bây giờ là Binance nó họ sẽ
và thực hiện những cái đợt bôi co hàng quý như vậy, đến khi nào mình cung cấp họ chỉ còn khoảng là 100 triệu token thôi. Đó, một cái thông tin thú vị nữa là cái đồng BB đó, đây là một lần cái đồng coin mà bây giờ nó đã được ra hết rồi, tức là cái nguồn cung á của nó được lưu thông thị trường tổng hết rồi, chứ nó không còn quá, chứ không còn giam giữ gì nữa. Thì ok, thì như là sau mỗi đợt của bơi coin thế này đó thì BB sẽ tăng trưởng, nhưng mà xét về cái điều kiện chung hiện tại thì như là cái này nó cũng không phải quá lớn đến giá của BB nha anh em. Rồi, tại sao là mình lại nói rằng là trong tuần này là từ trở lại của những đồng coin cổ? Thì đầu tiên anh em thấy là đầu tiên chính là Monero. Thì anh em biết cái đồng Monero là nó rất là cổ rồi, nó đã được thành lập từ năm 2014 rồi. Đó. Thì trong tuần này thì bên phía đồng hồ phát triển của Monero đó thì họ nói là trong tháng 7 này đó họ sẽ thực hiện một cái đợt hard fork. Đó, thì một cái đợt hard fork này thì dường như là chỉ là nâng cấp thêm những cái tính năng của Monero, như là về những cái vòng chữ ký anh em, một cái điểm đặc trưng khá là đặc biệt của Monero để mà có thể giúp cho cái nhà xác thực giao dịch có thể ẩn danh và thông qua cái đặc điểm này, và cùng với đó là nâng cấp những cái tính năng phòng vệ, đó chính là cái tính năng bulletproof lên bulletproof cộng, để mà có thể nâng cao cái khả năng mà bảo mật và phòng vệ của nền tảng. Thì đây cũng là một cái thông tin mà mình nghĩ rằng là cũng khá là thú vị, khi mình đã từ rất là lâu rồi chúng ta không thấy một cái sự và cải tiến nào đối với Monero, một cái đồng coin được xem là số 1 về quyền ẩn danh của riêng tư trên thị trường. Thì cái động lực này thì mình nghĩ rằng nó cũng sẽ giúp cho một phần nào đó giúp cho Monero có thể bắt đầu hồi phục lên. Thứ nhất là hồi phục đã, chứ mình chưa nói đến cái việc mà thiết lập ATH nha anh em. Cái đỉnh ATH của nó khá là cao đó, thì tới 2.000 đô anh em, đúng không? Rồi, và tiếp theo nữa thì chúng ta đã có một cái đại diện coi cổ khác, đó chính là EOS. Thì mình cũng khá là bất ngờ với cái thông tin này, tại vì đến thời điểm hiện tại EOS mới cho ra mắt cái khả năng tích hợp EVM, tức là tích hợp máy ảo Ethereum, một cái điều mà rất nhiều nền tảng blockchain layer 1 hiện tại đã tích hợp rồi, có thể kể đến như là Phantom, HBAR chẳng hạn. Đó thì đó, kể từ năm 2017 đến bây giờ thì EOS mới trình làng ra cái bản tích hợp máy ảo Ethereum này, và hiện tại thì mới tích hợp trên testnet thôi nha anh em. Đó, và đây cũng là một cái sự đột phá mà cho rất là đáng ghi nhận nha. Tại vì á, dưới rất nhiều anh em chữ là EOS là con hàng scam, con hàng lừa đảo gì đó. Ok, đó là cái ý kiến của anh em, nhưng mà đối với mình á thì ở đây mình sẽ không có dùng những cái từ ngữ đó, mà mình sẽ dùng những cái như là về cái việc mà EOS bị block qua mỗi rơi đó, cái đó là mình xác nhận. Nhưng mà chúng ta hãy nhìn lại trong vòng năm 2022 đi, thì mình nghĩ là đã đến thời điểm EOS sẽ không còn bị bỏ rơi nữa, nhưng mà giờ đây đó EOS đã hoàn toàn chuyển qua cho EOS Foundation rồi, tức là một cái tổ chức mới đang cãi nhau với Block One, đang đấu tranh với Block One để mà có thể hồi sinh lại cái dự án EOS này đó. Và cái việc mà EOS Foundation đó họ làm cho EOS đến hiện tại thông qua cái bản cập nhật máy ảo EVM này chỉ là một trong số những nỗ lực cải tiến nền tảng thôi nha anh em. Và trước cái EVM này á, là họ đã làm được rất là nhiều cái rồi, như là họ đem được CTO của Block One cũ đó anh em, là ông Dan LaRiver đó, thì về nền tảng để mà có thể cùng với họ hợp tác nỗ lực để mà build lại cái EOS này, và thậm chí đó là họ còn tích hợp thêm cả 4 cái blockchain khác ở trên EOS, nhưng mà dần dần không nhận là WAX rồi đó, mà như là 3 cái nữa để mà có thể là cùng với EOS có thể nâng cấp được cái EOSO đó, tức là cái giao thức cốt lõi của cái blockchain EOS đó, tức là họ làm được rất là nhiều điều ở trong cái năm 2022 này, và hiện tại chúng ta chỉ mới đi qua là quý 1 thôi. Thì mình đánh giá khá cao những cái nỗ lực của EOS Foundation trong cái việc mà khôi phục lại cái nền tảng mà đã được mệnh danh là ông hoàng tỷ đô vào năm 2017, khi mà tổ chức một cái đợt ICO rất là kỷ lục, nhưng mà sau đó lại chẳng phát triển gì cả. Nhưng mà chúng ta hãy đánh giá rằng là trong thời điểm đó tới năm 2021, đầu năm 2022 đó, thì đó là một cái khoảng thời gian mà EOS đang bị block one bỏ rơi hoàn toàn luôn, nhưng mà hiện tại thì đã dần dần tách ra rồi và đang được EOS Foundation dẫn dắt thôi. Rồi, và để kết thúc cái video này thì mình cũng xin gửi đến cho anh em một cái xu hướng mà mình đã gặp trong một trong những cái video trước mình cũng đã đề cập rồi, đó chính là về layer 2. Thì trong ngày hôm qua thì như anh em cũng biết là Optimism chính là một cái giải pháp layer 2 giống như là phổ biến hàng đầu trên thị trường, thì đã có một cái tin đồn mà sẽ ra token rồi, là sẽ ra token và sẽ airdrop cho người dùng. Thì cái việc này nó là gì? Nó là tức là Optimism sẽ có khả năng ra token trong tương lai,
và sẽ phân bổ, tức là sẽ tạm tên cho những người dùng nào mà sử dụng giao thức trong hệ sinh thái của Automizon. Thì dĩ nhiên cái tên này là một cái tên mình nghĩ rằng nó sẽ thúc đẩy rất là nhanh đối với cái sức tăng trưởng của cái cộng với layer 2 ha anh em. Tại vì nếu mà anh em nhìn vào layer 2 đó, thì như cái video lần trước mình đã nói, khi mà thị trường truyền ở cái khoảng này nè, thì á, cái TVL của layer 2 á, nó đã lập đỉnh rồi. Và cũng trong cái tháng này, ngay khi mà cái tên đồn phát hành token của Optimizer thì chúng ta cũng đã thấy rất nhiều đối thủ cạnh tranh layer 2 khác cũng đã đưa ra những cái chiến lược của mình, như là Boba Network nè. Boba Network thì như là raise khoảng 45 triệu và BYDX á, đó BYDX nè anh em, thì hình như là cũng đã mới vừa lặp lại một cái điều mà họ hứa rằng là trong vòng cuối năm 2022 họ sẽ biến BYDX trở thành một cái nền tảng hoàn toàn phi tập trung với cái bản cập nhật 14 của họ. Thì chúng ta thấy là cái mục đua layer 2 bây giờ á, những cái nền tảng, những cái ông lớn ở trong layer 2 nó đang bắt đầu ra tin rồi đã bắt đầu cạnh tranh với nhau, ra tin đồn, ra token, rồi rất nhiều sự kiện khác. Thì mình nghĩ rằng là đây là một cái mảng mà anh em cần nên chú ý trong thời gian tới, đặc biệt là trong bối cảnh á là Ethereum vẫn mới vừa trì hoãn việc ra Ethereum 2.0 nha anh em. Vì thế nên về mặt phí hoặc là về những cái rào cản giao dịch, những cái cản trở nhất định đó, chắc chắn nó sẽ là một còn số vấn đề rất là lớn nữa mà chúng ta sẽ là khó để muốn triệt để. Vì thế chúng ta vẫn phải cần layer 2 với những cái mức phí, những cái mức giao dịch cùng với những cái tốc độ giao dịch nó được cải thiện hơn ha. Và nếu mà chúng ta điểm qua một tí thì chúng ta thấy có Lock Ring, chúng ta thấy có Immutable X, thì cả hai ông này thì đang vướng vào một cái cục diện chung, đó chính là về GameStop ra cái thị trường NFT đó. Đó thì anh em thấy là nó có rất nhiều cái nền tảng layer 2 trong đây. Thì đó là cái xu hướng cuối cùng mình hy vọng là anh em chú ý tới nó trong thời gian sắp tới nha. Thì và cả Solana Network nữa. Đó, Solana Network. Rồi nhiều ông khác nữa, Polygon chẳng hạn. Tornet. Đó, Tornet hình như là sáng nay là cũng mới vừa được tích hợp với DAI, được tích hợp với MakerDAO chứ, một cái nền tảng DeFi dường như là thì cũng giúp trong cái ngành của chúng ta. Thì dần dần anh em sẽ thấy được là những cái hàng trong layer 2 này đó, nó sẽ dần dần nó cạnh tranh với nhau khá là khốc liệt trong việc sắp tới đó. Và dĩ nhiên cái sự cạnh tranh đó thì nó sẽ thúc đẩy cái mảng layer 2 này sẽ tăng trưởng hơn nữa. Và một cái điểm cộng cho layer 2 mà mình cho là anh em tại sao anh em cần phải chú ý đến nó là tại vì bây giờ vẫn chưa có nhiều người đề cập đến nó quá là nhiều đâu, dường như là họ đã quên đi cái trend này rồi. Nhưng mà chúng ta hãy nhìn lại vào cuối năm 2021 đó, chúng ta thấy Polygon mình dẫn đầu cái trend layer 2 như thế nào anh em. Rồi, và mình cũng rất cảm ơn em, đã theo dõi video của mình ha. Và mình nghĩ rằng đến đây cũng khá là dài rồi, nên là xin hẹn gặp anh em ở tuần sau nha. Bye bye.